Trong phim Giải Quyết Sư, Phùng Doanh Doanh và Trương Dĩnh Khang đóng vai một cặp đôi đang yêu. Không chỉ có nhiều cảnh diễn đôi tình tứ, cả hai còn gây sốc khi thực hiện cảnh nóng cực kỳ táo bạo trong phòng tắm. Trong cảnh quay này, Phùng Doanh Doanh và Trương Dĩnh Khang không hoảng sợ trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt. Họ còn có nhiều hành động khiêu khích khiến người theo dõi phải đỏ mặt. Hiện tại, cảnh nóng giữa Hoa hậu Vong Công và nam diễn viên nhiều người biết đến đang khiến số đông mạng xôn xao bàn tán. Cảnh quay táo bạo trong phòng tắm của Hoa hậu Vong Công Phùng Doanh Doanh và nam diễn viên Trương Dĩnh Khang. Chia sẻ về cảnh nóng trong Giải Quyết Sư, Phùng Doanh Doanh cho biết trước khi quay cô cực kỳ căng thẳng vì không biết phải diễn thế nào, đồng thời khiếp sợ về phản ứng của bà buôn bán Trương Dĩnh Khang. Tuy nhiên, Trương Dĩnh Khang đã động viên cô rất nhiều, dẫn dắt cảm xúc giúp cô vượt qua những khiếp sợ ban đầu. Ngoài ra, Hoa hậu Vong Công tiết lộ cảnh quay giữa cô và bạn diễn thực ra không hề nóng. Trương Dĩnh Khang rất chuyên nghiệp, anh ấy đã giúp tôi che chắn rất nhiều. Chúng tôi phải cả quay một buổi tối mới xong, rất vất vả. Sau khi hoàn thành, da tôi bị nhăn nheo hết, cô nói. Phùng Doanh Doanh tâm sự cô đã xem phim cùng bạn trai. Khi xem đến đoạn có cảnh nóng, cả hai đều nhắm mắt không dám nhìn gì chưa sẵn sàng sẵn tâm lý. Tối nay tôi phải ngoan ngoãn, quỳ gối tạ tội với anh ấy mới được, nữ diễn viên hài hước nói. Phùng Doanh Doanh đăng quang hai cuộc thi sắc đẹp lớn là Hoa hậu Vong Công 2016 và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2017. Phùng Doanh Doanh sinh năm 1994, đăng quang Hoa hậu Vong Công năm 2016. Năm 2017, cô kế tiếp giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc. Đây chính là bước đệm giúp Phùng Doanh Doanh tiện lợi gia nhập buôn bán giải trí. Hiện tại ngoài việc đóng phim, người đẹp 25 tuổi còn nhập cuộc nhiều game show truyền hình khác. Một số hình ảnh khác của Phùng Doanh Doanh. Phùng Doanh Doanh chiếm hữu nhan sắc cuốn hút. Hoa hậu Vong Công khoa body gợi cảm với bikini. Phùng Doanh Doanh và bạn trai Martin bác sĩ của một bệnh viện lớn.